Hoàng Audio xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em tiếp tục lên cho anh Hoài ở trong Thanh Hóa một bộ cấu hình âm thanh vừa hát vừa có thể nghe nhạc tại nhà. Bộ dàn ngày hôm nay kết hợp từ tất cả những sản phẩm được nhập khẩu chính hãng theo Bebro, trong đó có phiên bản loa KC7000, đẩy lực vang số DCX36 và bộ mic không dây BS1000. Tổng giá trị của bộ dàn ngày hôm nay là 28 triệu đồng, trong đó phiên bản loa KC7000 được sử dụng 2 bát 25, một chung và hai chép. Đây là một trong những mẫu loa cây được thiết kế cực kỳ là đẹp và sang trọng, chất lượng âm thanh rất là hay, công suất lớn. Tất cả trên bát chung và chép thì đều có những phần ốp mạ vàng, có logo của EB và vỏ thùng vân gỗ tự nhiên. Hai bên sườn thùng thì đều được bo tròn. Cùng với đó là đẩy liền vang số DCX36 phiên bản màu vàng gold. Mẫu đẩy liền vang ra mắt vào đầu năm 2023 của EB. Bản này đang có giá là 9 triệu đồng. Và bộ mic không dây BS1000, 5 triệu đồng. Chọn bộ một bộ dàn âm thanh vừa hát vừa nghe nhạc rất là hay, trưng bày đẹp, gửi đến cho anh Hoài. Bác nào có nhu cầu và quan tâm muốn tìm hiểu và tham khảo về bộ cấu hình ngày hôm nay của anh Hoài thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hào qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155. Và đối với bộ dàn này thì bên em luôn luôn miễn phí hoàn toàn cước vận chuyển và lắp đặt tại nhà cho các bác trong bán kính 100 km. Còn những bác khách hàng ở xa như kiểu anh Hoài thì bên em sẽ hỗ trợ toàn bộ cước vận chuyển cũng như là tặng kèm đầy đủ dây jack kết nối khi các bác nhận hàng. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay để đặt hàng nhé.